xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình lại vào bếp làm món nước uống giải khát từ trái vải nè mọi người. Mọi người thấy mình có hai bịch trái vải rất là đẹp không? Đỏ, chín. Hai trái bịch trái vải này mùa này rất là rẻ luôn. Thì mình sẽ mua về mình nấu với lại nước đường phèn. Thì mình có học cái món này trên mạng, mình thấy chị Thêm Mì Huỳnh làm nè, rồi có rất là nhiều người làm thì mình mới thử. Thì bây giờ mình sẽ đi làm thử món này có uống ra sao ha mọi người. Nghe nói mùa hè uống thì rất là hợp lý luôn. Thì bây giờ mình đang bắt một cái nồi nước để mình luộc trái vải ha. Còn bây giờ mình sẽ có hai cái bịch đường phèn ở đây, thì mình sẽ cắt mình bỏ vô trong cái nồi nước này để mình nấu nè. Trong đây mình có đổ khoảng nửa lít nước đó, thì mình sẽ đổ một cái bịch đường phèn này vô, và mình có thêm một ít đường phèn màu vàng nữa để cho nó thêm ngọt. Mình sợ một bịch thì nó không có đủ ngọt á, sẽ bỏ thêm một ít đường phèn vàng nữa. Thì mình sẽ bỏ lên bếp mình nấu cho nó tan đường này ra, và để nó nguội thì mình sẽ bỏ trái vải vô mình ngâm đó. Thì đây cái nồi nước của mình đây, mình đã nấu sôi rồi nước đường đó, và bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi nước đường một ít xíu muối ha, một xíu muối cho nó cái nước nó đậm đà và nó có thể giữ nước trái vải lâu hơn. Mình nghe nói vậy đó, lần đầu tiên mình làm cho nên mình cũng thử nghiệm đó mọi người, đang là try, đang học đây. Hôm nay mình sẽ học làm món này lần đầu tiên, coi coi có thành công hay không nha. Đây, nước sôi thì mình bỏ trái vải này vô và mình sẽ luộc nó trong vòng khoảng 1 phút thôi. Mình nghe nói là mình mà luộc lâu thì nó sẽ không có ngon, nó sẽ mềm, nó sẽ chín quá thì không tốt. Bỏ vô nước sôi và đảo qua đảo lại 1 phút và đổ ra một cái thau nước lạnh ha, để cho nó lạnh nguội bớt đi thì mình sẽ lột bỏ nó đó. Bây giờ mình sẽ quậy quậy, mình canh khoảng 1 phút thôi. Thì mình sẽ đổ ra một cái thau, đây là mình đã đổ ra cái thau nước lạnh rồi nè. Thì đây mình có tô nước đá nữa, thì bây giờ mình sẽ đi lột. Thì hôm nay mình sẽ có lột hai cách, bằng dao và bằng kéo. Thì mình nghe nói là lột bằng dao thì nó khó hơn, và lột bằng kéo thì nó dễ hơn, để mình thử coi có đúng hay không ha. Thì mình cũng lần đầu tiên mình đi lột cái kiểu này đó. Trước giờ mình ăn trái vải tươi không à, chứ đâu bao giờ mình đi làm món lột trái vải rồi phải lấy hộp ra đâu. Hôm nay mình sẽ làm tấm kém nha mọi người. Mẹ ghẻ đã bắt tấm đứng đây là nhặt hết hộp trái vải ra rồi mới được đi chơi nè. Đó, bây giờ tập sẽ tập làm nè mọi người ơi. Tấm này không biết tấm gì đây, tấm nát, tấm dụng gì đây. Đây mình lấy con dao, mình sẽ xoay xoay sau đít cái trái vải, cái hộp trái vải để mình gấp ra đó. Mà mình lấy cái dao nè, mình làm đúng là nó khó lắm mọi người ơi, không có dễ. Đó, mình gấp lên mình làm, chắc mình không biết làm cho nên nó tét tanh bành tới bẹ trái vải đó rồi, xấu ức lì lắm. Thôi bỏ cái dao đi, không có sử dụng cái dao nữa. Và bây giờ mình sẽ try thử cái kéo ha, cái kéo thử coi nó có dễ làm hay không, chứ cái dao là thấy không có ngon cơm rồi đó. Thì lấy cái kéo mình cũng nhấp nhấp chung quanh hết cái hộp trái vải đó, từ cái phần cuốn nè mình sẽ nhấp vòng vòng chung quanh đó, rồi mình sẽ lấy cái kéo này mình gấp ra luôn, nó dễ hơn. Chắc mọi người làm bằng cái dao quen, còn mình không quen, mình thấy ồ làm bằng cái kéo nó rất là dễ và nó ra gọn đẹp hơn, chứ cái dao thì thấy quá là xấu à. Đứng mình sẽ lột hết cái chỗ này, chắc khoảng gần 2 kg trái vải đó mọi người. Đó, bây giờ sẽ chương trình làm tấm kém, nhặt hết và sẽ bỏ vô thau nước đá này mình ngâm cho nó công dụng ngâm nước đá là cho trái vải nó lạnh, nó giòn đó mọi người, nó không có bị mềm đó, ha. Đó, đẹp không, cũng được lắm á. Đó, bây giờ mình đã tấm cám đã làm xong, đã hoàn thành trách nhiệm, và cũng hơi bị đuối đó nha mọi người, mỏi tay lắm á, chứ không phải dễ đâu. Làm xong là cũng rã rời hai cánh tay mới xong được một tô trái vải này. Thì bây giờ mình sẽ vớt qua cái rổ này ha, mình sẽ vớt qua cho nó ráo nước trong khi chờ đợi nước đường nó nguội đó. Thì nước đường từ nãy giờ mình đã tắt bếp, mình đang chờ nó nguội, thì bây giờ mình
nước đá cũng đã tan rồi, và bây giờ mình sẽ úp cái mấy cái trái vải này, mình vớt qua cái rổ nhưng mà mình cũng úp xuống để cho nó cái nước ở trong cái chỗ phần hộp đó, nó có đọng trong đó thì nó cũng ra ngoài hết cho nó ráo không thì nó sẽ ngon hơn. Thì đây mình cũng học đó mà, để thử coi làm có ra trò trống gì không. Mình cũng thích lắm, thích hành hạ bản thân lắm, mình thích bày ra mình làm đó, không ai bắt làm đâu, mình thích ăn thích làm. Mấy dì của mình á, thấy mình hay làm lúc mình về Việt Nam thì mình thích bày ra mình nấu này, nó kêu dì kêu trời về Việt Nam mình không lo chơi thì mình cứ bày ra mình nấu, mình hành hạ bản thân. Thì đây hôm nay lại hành hạ bản thân cái món này, và bây giờ đã ráo rồi mình sẽ múc trái vải bỏ vô keo và sẽ bỏ nước đường vô là xong đó mọi người. Và mình sẽ ngâm trong vòng một ngày, như nói một ngày hai ngày gì đó, và mình sẽ mang ra mình làm trà mình uống thì nó sẽ ngon, chứ không có uống được liền đâu. Và bây giờ mình đã bỏ vô keo xong, và bây giờ mình đi bỏ nước đường vô ha. Mình mới mua cái keo này đó, cái keo này mua hết 5 đồng để đầu tư món nước trái vải này, đi mua cái keo đó chứ mình không có mấy cái keo đẹp đó. Giờ mình rót nước đường phèn đã nguội vô ha, phải nguội hẳn vô ha mọi người. Rồi ngập luôn, còn dư một ít không sao, để đó sẽ làm món khác cho cái nước đường đó. Nước đường phèn rất là thanh, rất là ngọt dịu thanh. Rồi nhìn mới ngâm vô nhìn cũng được, tại vì cái nước đường của mình nó hơi vàng vàng là phải có đường phèn vàng á, chứ nếu đường phèn trắng hết thì nó sẽ trắng và đẹp hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô tủ lạnh chờ ngày mang ra pha nước trà nha mọi người. Rồi see you tomorrow. Chưa bao giờ làm hết, thử coi nó ngon như thế nào. Thấy tới mùa vải là rất nhiều người làm cái món này và khen là ngon ha. Mình thích ăn trái vải tươi à, chứ mà chưa có, mình không thích ăn nói chung là trái vải non thì mình không thích, mà mình ngâm vải không biết nó như thế nào. Và mình thấy nó cũng còn rất là ok, vẫn còn trắng, vẫn còn như là trái vải tươi vậy đó. Thì coi nó bỏ đá vô cái ly này ha, và mình múc thử rồi mình mới chan cái nước trà. Cái này là trà Lipton mọi người, mình thấy mọi người cũng làm trà Lipton cái mình cũng đi làm thử rồi như thế nào, mình coi nó có ngon hay không. Thích mấy trái cho 6 trái đi, có 7 trái gì đi. Thơm mùi trà Lipton và mùi trái vải, trời nóng mà có cái ly này thì uống cũng rất là hợp lý. Hôm nay California là 90 mấy độ không à, nguyên một tuần lễ luôn mọi người. Thì bây giờ mình thử ăn thử cái trái vải ha, coi nó như thế nào. Cũng còn rất là ngon, giống như là trái vải tươi á, tại vì mình luộc rất là ít, chỉ có khoảng 1 phút trong nước sôi là đổ ra thôi, thì trái vải nó vẫn còn tươi và ngọt. Thì mình
được. Lần đầu tiên làm món này như vậy thì uống nghĩ là trời nắng trời nóng uống thì rất là hợp lý, đổi vị ăn uống giải khát cái nước này trong ngày nóng thì ok. Có làm thử, đi mua về làm thử mọi người uống cũng vui lắm. Rồi mình xin kết thúc cái video clip làm trà đào, không phải trà đào, trà trái vải. Còn không, nếu mình nghĩ không cần uống trà chắc cũng được á, thì cứ lấy cái nước đường và trái vải ra rồi đập đá vô uống cũng được, hay là bỏ thêm hộp chia à, hay là bỏ thêm những gì ai thích có thể bỏ vô, thì chắc mình thấy uống cũng hợp lý lắm. Mình thấy đa số thì ai cũng làm, giờ thì mình bắt trước thôi. Thì mình xin tạm dừng cái video clip ngày hôm nay tại đây nha. Và xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những cái video clip tiếp theo. Nếu thấy thích thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình làm những cái video clip tiếp theo nha. Xin mến chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe, bình an và thành công trong mọi công việc mọi người đang làm. Rồi xin kính chào, bye bye.